Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ Xe giá rẻ ở các phân khúc cho người nghèo tại thị trường Việt Nam Trong danh sách 10 mẫu xe có giá dưới 1 tỷ đồng rẻ nhất phân khúc Dưới đây 5 mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc và 2 mẫu xe đến từ Mỹ Đứng đầu là mẫu xe cỡ nhỏ hạng A Kia Morning MT với giá chỉ có 299 triệu đồng Tại thị trường Việt Nam phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A có sự góp mặt của 6 mẫu xe bao gồm Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo, Honda Brio, Suzuki Celerio và VinFast Fadil. Trong đó, Kia Morning phiên bản số sàn là mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc, phiên bản sở hữu trang bị tiêu chuẩn như gương chiếu hậu chỉnh cơ, điều hòa cơ, ghế nỉ, mâm thép 14 in. Kia Morning MT trang bị động cơ 1.2 kết hợp với hộp số sàn 4 cấp. Mẫu xe thứ hai là Mẫu sedan hạng B Mitsubishi Attrage MT Eco có giá 375,5 triệu đồng. Thiết kế ngoại thất, trang bị công nghệ không phải là thế mạnh, nhưng Mitsubishi Attrage đã dựa vào yếu tố bán để tạo lợi thế cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B đang rất sôi động. Với mức giá chỉ có 375,5 triệu đồng, thấp hơn cả bản Kia Soluto MT khoảng 24,5 triệu đồng, Mitsubishi Attrage MT Eco đang là mẫu xe có giá hấp dẫn nhất phân khúc sedan hạng B. Etrix MT Eco được nhập khẩu từ Thái Lan, trang bị động cơ Mivec 1 2 kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Sedan hạng C Kia Cerato MT 549 triệu đồng. Lợi thế về giá bán đang giúp cho Kia Cerato trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất nhì phân khúc, chỉ xếp sau có Mazda 3, trong đó phiên bản Kia Cerato MT được xem là mẫu xe có giá bán thấp nhất phân khúc này. So với các bản cao cấp hơn, Kia Cerato MT không có cánh gió ốp cản sau, đèn led. Phiên bản này cũng chỉ có một số trang bị cơ bản như điều hòa, ghế lái chỉnh cơ và đầu CD. Đứng ở phân khúc sedan hạng D Kia Optima Luxury với giá 779 triệu đồng là mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc. Kia Optima tại Việt Nam do Thaco Trường Hải lắp ráp, mẫu xe dựa vào yếu tố giá thành để cạnh tranh với các đối thủ khác như Honda Accord, Toyota Camry đang tập trung cải tiến mẫu mã và thiết kế công nghệ. Phiên bản Optima Luxury được xem là mẫu xe có giá thấp nhất trong phân khúc sedan hạng D, xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên, bản Optima Luxury chỉ dùng động cơ NU 2L, trong khi bản cao cấp hơn là có động cơ Theta 2.4. Mẫu xe thứ năm là xe bán tải Isuzu D-Max LS 1.9 4x2 MT, chỉ có giá 565 triệu đồng. Tại phân khúc xe bán tải ở Việt Nam, có khoảng 7 mẫu xe góp mặt với mức giá 565 triệu đồng Isuzu D-Max LS 1.9 MT được xem là mẫu xe bán tải có giá thấp nhất thị trường. Xe được trang bị động cơ Diesel 1.9 kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. So với các phiên bản cao cấp hơn trong dòng Isuzu D-Max bản 4.2 MT thiếu hụt khá nhiều trang bị và tính năng. Trong phân khúc MPV cỡ nhỏ có Suzuki Ertiga GL MT với giá thấp nhất là 499 triệu đồng. Suzuki Ertiga thế hệ thứ hai ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 6 năm 2019. Trong đó, phiên bản Ertiga GT-MT 499 triệu đồng được xem là mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc MPV phổ thông cỡ nhỏ. So với phiên bản Ertiga GLX AT, Ertiga GLMT không có các tính năng như trang bị nút khởi động, cổng USB AUX và cảm biến lùi. Trong phân khúc MPV cỡ lớn, có Ford Tuneo Trend 2.0 giá 999 triệu đồng. Fortuneo có mặt tại thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 9 năm 2019. Mẫu xe không chỉ thu hút sự chú ý với kiểu dáng thiết kế có phần phá cách, mà giá bán mẫu xe này cũng khá cạnh tranh. Phiên bản Fortuneo Trend 2.0 được Ford Việt Nam niêm yết giá từ 999 triệu đồng, thấp hơn 100 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn của Kia Sedona. Trong phân khúc crossover đa dụng 5 chỗ cỡ nhỏ có Ford EcoSport 1.5 MT Ambien giá bán 500 triệu đồng, Ford EcoSport vẫn đang nắm lợi thế cạnh tranh về giá so với các đối thủ như Honda HR-V hay là Hyundai Kona. Phiên bản EcoSport 1.5 MT Ambient chỉ có giá bán 500 triệu đồng, hãng đã ưu đãi 45 triệu đồng so với giá niêm yết. Ford EcoSport 1.5 MT Ambient sử dụng động cơ 1.5, công suất tối đa 120 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Trong phân khúc crossover đa dụng cơ chung có Hyundai Tucson 2.0 AT, giá thấp nhất là 775 triệu đồng dù kiểu dáng thiết kế không được đánh giá cao như các đối thủ trong cùng phân khúc là Mazda CX-5 hay là Honda CRV, Mitsubishi Outlander, nhưng Hyundai Tucson 2.0 AT đang có doanh số bán khá tốt nhờ có mức giá bán hấp dẫn đi kèm các trang bị đầy đủ, thiết kế xe đẹp và thời trang. Và đứng cuối cùng là mẫu xe thứ 10 ở trong phân khúc SUV 7 chỗ cơ chung là Isuzu MX 1.9 4x2 MT, giá thấp nhất là 770 triệu đồng là mẫu SUV 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. mẫu xe này đang có giá hấp dẫn nhất phân khúc. những cái tên khác còn lại trong phân khúc này là Toyota Fortuner, Ford Everest, Nissan Terra hay là Mitsubishi Pajero Sport. Isuzu Mu-X 1.9 4x2 MT được trang bị động cơ diesel 1.9, kết hợp hộp số sàn 6 cấp. cũng như mẫu vận tải D-Max so với các phiên bản cao cấp hơn trong dòng Isuzu Mu-X bản 4x2 MT bị thiếu hụt khá nhiều trang bị cũng như tính năng. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ hạnh phúc và thành công.